Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Duy đây. Mình đang có mặt ở Củ Chi chị nha, Củ Chi. Hôm nay á, là mình sẽ thay mặt cho vợ chồng của chị Bích giới thiệu đến anh chị một cái miếng vườn ha. Thật ra đây là một cái miếng vườn trái cây cũng khá tâm huyết của vợ chồng anh chị. Anh chị đã lập kế hoạch làm nhà vườn ở đây, trồng cây sẵn rồi, đào ao thả cá này nọ. Đây cái chỗ này nè, là sẽ xây một cái nhà dễ thương để mỗi cuối tuần vợ chồng về đây gọi là cùng con cái chơi thư giãn giải trí. Nhưng mà do là cái vườn này là đang nằm ngân hàng, thời xưa anh chị cũng cố gắng vay mượn để mà mua, nhưng mà khổ một cái là bây giờ là lãi suất nó đang tăng và anh chị cũng đang lo lắng sợ gồng nổi, cho nên là thôi quyết định là nhượng lại cái vườn này đó với cái giá hợp lý luôn cho anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn tìm vườn ở Củ Chi ha. Thì mình sẽ qua chính chủ đó, anh chị nào mình quan tâm thì có thể là xem và liên hệ trực tiếp chủ luôn, không qua môi giới ha. Rồi, mình đang có mặt ở ngoài đường ha. Đây, đường ô tô đi thoải mái luôn. Đường này gọi là đường trên sổ hiện là đường bờ kinh. Đường đường thông chị nha. Ở đây là mình sát với lại cái đường chính đó nè. Mình cách cái trục đường chính là ngay công ty nè. Đất mình là gần công ty này ha. Công ty chuyên về cơ khí. Công ty này trên bản đồ Google Maps có nè. Đất mình sẽ chỉ cho anh chị cách tìm ha. Mình gõ công ty này ra là đất mình là ngay sau lưng công ty này. Là công ty đó giáp với mặt tiền đường chính ha. Thì từ chính đó ra ngoài đường mang tên là đường tỉnh lộ 2 ha, là khoảng tầm 300 mét thôi, nói chung mình đi bộ ha. Và ra ngoài đó là có trạm xe buýt luôn ha, để mình có thể đi về trung tâm của thành phố, khỏi cần phải đi xe ô tô gì hay là xe cá nhân cho mất cực khổ ha. Thì đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản của cái khu đất này để anh chị mình hình dung dễ dàng ha. Ở đây là địa chỉ chính xác là thuộc xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là mình có thử gõ trên Google Maps, chạy hai ông xe chạy kìa. Ở đây mình đứng thấy đường xe chạy bên đường tỉnh lộ 2 luôn ha. Thì ở đây là tính theo Google Maps là mình tới trung tâm của Củ Chi là ngay bến xe Củ Chi đó anh chị, là khoảng 15 cây ha, khoảng 15 cây. Còn tính đến là Tân Bình đi ha, trung tâm rồi trung tâm rồi. Ngay cầu Thầm Lương đó anh chị là khoảng tầm 36 7 cây gì đó. Nói chung là đi khoảng tầm tới đó thì khoảng tầm 1 tiếng ha. Hơn 1 tiếng nếu như là không kẹt xe. Rồi. Nói chung là vị trí thì đẹp chị nha. Ở đây chị thấy không, đường ô tô tới nơi. Dân cư nè, đây. Chị xem. Quanh khu này dân cư chị ha. Đất mình quay ngày hôm nay là nó là toàn bộ đất trồng cây chị ha, đất trồng cây, không phải đất lúa đâu. Và trong tương lai thì nó sẽ lên thổ cư được, tại vì chiếm xong như công ty nè, sát bên mình nè, vòng bên nè, bên kia là họ lên thổ cư hết rồi, xây nhà chị thấy không, xây nhà kiên cố luôn. Bên phía đối diện mình á, đây nó giống như được bàn cờ anh chị, những đường nè nó sẽ bàn cờ. Đây nó đâu xa ngay cái cây lớn đó chị, cũng có cái đường ha. Song song với lại cái đường này nè, cái đường mà trước công ty nè, đó nó sẽ đều băng thẳng ra đường tỉnh lộ 2 đây. Và đặc biệt nè, cái đường này anh chị, đường thông ha, đường này đi thẳng một mạch luôn, khoảng tầm 200 mét là mình sẽ tới một cái con kinh rất là nổi tiếng, đó là kinh Đông ha, kinh Đông. Nước dồi dào, nói chung ở đây thì thế mạnh là nước ha, nước mênh mông, cho nên là lập vườn nghỉ dưỡng thì khỏi phải lo về nước rồi. Điện nước, wifi cũng có luôn chị ha. Đây cục điện nhà nước đây, cắm ngay trên đất mình luôn, ngay góc đất luôn ha. Chủ cũng đã vô đồng hồ điện rồi nha anh chị, vô hết rồi, đất rào hết, nghiêm túc. Thì cái kinh Đông đó, ra kinh Đông đó thì có đường bờ kinh ha, đường bờ kinh nó có thể là quẹo ra, cũng ra đường tỉnh lộ 2 luôn. Lát nữa mình bay lại cam cho chị thấy rất là rõ ràng. Thì đó là thông tin về vị trí.
còn đất mình nè, đó đây trước mặt anh chị là đất mình ha. Nó có tổng diện tích trên sổ là gần 1.800 ha, chính xác là 1.788 mét vuông, gần 1.800, một cái diện tích nói chung là cực kỳ phù hợp để làm nhà vườn ha, không quá lớn, gần 2.000, nói chung là gần 2 sào á, trên dưới 2 sào là phải nói là rất là đẹp, không quá lớn để mà chăm nó mệt, nhưng mà cũng không hề nhỏ ha, đủ để trồng rất là cây ăn trái, mà hiện tại là cũng trồng rất là nhiều cây ăn trái nha anh chị. Trồng một số cây đã lớn đây nè, như hai cây dừa nè, một số cây xoài, rồi bưởi, rồi nhiều cây lắm, nói chung là đếm sơ là cũng phải hơn chục loại á, nhưng mà nó cũng còn nhỏ do là cũng mới vừa chăm thôi. Này mà chịu khó mình về mình chăm tiếp thêm vài năm nữa là mình sẽ có nguyên vườn cây ăn trái ha. Nói chung là rất dễ thương, có nhà, có cây ăn trái, có ao cá, mình làm cái nhà nữa, rồi thả gà vịt này nọ thì sẽ rất là ok ha. Đã rào hết rồi. Đi gần 168 này á là mình sở hữu mặt tiền đường này nè. Giáp đường này là 20 m chị ha. 20 m. Dài xuống á là khoảng tầm gần 80 m ha. Chính xác là khoảng 78 m. Đó, và đặc biệt là xuống dưới nở hậu đó, nở hậu bên tay phải mình đó chị ha. Đó, nó nở hậu ra là 30, tức là mặt tiền thì 20, nở hậu 30. Đất mình á là quay mặt sang hướng này là hướng đông bắc anh chị ha, hướng đông bắc. Đó. Đường này có lộ giới chị ha. Đường này sẽ còn mở rộng, lấy vô của mình khoảng 3 mét nữa. Nhưng mà đất mình dài không sao ha, mở rộng ra thì càng giá trị thôi. Đây cái móc lộ giới nè anh chị. Cái móc lộ giới là chôn ngay cục điện luôn ha. Đây, đất mình ở đây. Và dĩ nhiên là cái đường này đường bờ kênh, cho nên là đất hai bên đường này thì bắt buộc là phải thấp hơn ha, thấp hơn đường. Ở đây thì chủ họ có làm một cái dốc ha, một cái dốc để mà xe ô tô có thể chạy xuống luôn. Thì nó thấp hơn mặt đường thì theo mình nghĩ nó phải tầm hơn một thước á, nói chung là cũng khá là thấp. Nhưng mà mình có đường xuống rồi thì cũng ok thôi. Mình thấy là chỗ nào mà xây nhà thì mình đội đất lên thêm chút xíu cho nó cao ráo. Còn lại mình để đây, chị thấy không? Đang mùa mưa ha. Đang mùa mưa mà đất thì cũng bình thường thôi. Cái đất này là ngày xưa á là đất lúa. Sau đó là bên chính quyền mới thay đổi quy hoạch thì mình được quyền lên đất trồng cây lâu năm ha. Hiện tại đất mình là đất trồng cây ha, không còn đất lúa nữa. Đây, vợ chồng chị Bích á có chia sẻ với mình á là chị tính là thứ nhất á là chị sẽ xây tường rào đẹp luôn. Hiện tại là đã rào lớp 30 là cũng thấy không, kẽm gai ha, cắm trụ rõ ràng hết rồi ha. Nói chung đất này là cắm trụ rào kẽm gai là rõ ràng rồi, nhưng mà muốn là muốn cho đẹp luôn thì rất là xây tường rào. Đó, xây tường rào mặt trước nè, nhìn cho nó hoành tráng luôn, cho đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ là cần tiền đến bán, cho nên là anh chị nào mà mình sau này mua á, thì anh chị sẽ có thể là hỗ trợ mình về vấn đề xây tường rào ha. Xây thoải mái luôn. Với lại xây tường rào xong rồi á là anh tính là sẽ mua mấy cây dừa lớn anh chị, mua cây dừa tầm 2 triệu đến 3 triệu á, mấy cây mà về là trồng có trái liền luôn á. Tính trồng nguyên một hàng giáp với lại cái hàng rào này nè. Rồi làm cái đường xuống ha, đây đường ô tô nè, thấy không, trồng bưởi nè, bưởi này chắc cũng năm hơn năm rồi đó, xoài kia thì có thu rồi nè, bưởi đây mình đang bị xuống cuối đất ha. Nãy giờ mình chưa báo giá ha, thì hiện tại á là bên phía vợ chồng anh chị á đang mong muốn bán với cái giá là 2.200.000 một mét vuông anh chị nha. 2.200.000 mét vuông, mình lấy 2.200.000 mình nhân cho 1.788 mét á thì nó chạy ra là nó hơn 3.9 nha anh chị. Hơn 3.9 thì cái giá này là mình nghĩ là sẽ còn thương lượng, tại vì không qua môi giới. Anh chị nào thiện chí thì mình sẽ làm việc trực tiếp với chủ ha. Và mình cũng nói luôn như nãy mình nói đó, là đất của mình á là hiện tại là anh chị là mua vay ngân hàng. Anh chị vay cụ thể là anh chị đang vay là 2 tỷ ha. Ngân hàng là đang cho vay 2 tỷ miếng đất này, thì anh chị nào mình sau này mình mua, mình muốn nhu cầu mình muốn vay nữa đó, thì anh chị sẽ hỗ trợ mình về vấn đề này ha. Còn nếu mà thấy lãi suất ngân hàng nó cao quá thì mình không muốn mua, không vay nữa, thì mình mua trực tiếp luôn cũng được ha. Cây lựu.
nè, xíu xiu mà trái ha, dễ thương ghê anh chị. Lựu nè, không biết là lựu gì ha, lựu Ấn Độ đó ta, đã ghê ha. Trồng chuối, trồng tắc, trồng chanh, cái kia sake hay gì đã ghê. Nói chung đất Củ Chi chị biết rồi à, là rất đáng đầu tư à, tại vì nó cũng gần thành phố, đất đai thì cao ráo. Xin lỗi anh chị nha, hôm nay mấy nay trời chuyển mùa cho nên là hơi ho xíu, nói chuyện không được rõ ràng à, cái ao này anh chị à, anh và chồng anh chị là trồng dừa bao quanh luôn à, rất là dễ thương. Phía cuối là mình rào 40 ha, chạy xe không à, ngồi đây mà nghe tiếng xe chạy luôn. Ở đây thì trường chợ á, thì trong vòng bán kính từ 2 đến 4 cây số nha anh chị à, trường chợ Bách Hóa Xanh là trong vòng 2-4 cây số, chung là cũng không quá gần đâu, nhưng mà đi xe máy ra một xíu rồi tới à, đặc biệt là mình ngay đường đường chính đây. Rồi thì mình cũng đã quay cho anh chị xem tương đối là rõ ràng rồi ha, chung đất thì trống trải không có gì để quay nhiều à, giá cả thì cũng rõ ràng rồi ha à, chủ đang kêu giá là 2,2 triệu một mét vuông, đất thì vuông vắng đẹp à. Ở đây thì cực kỳ phù hợp để anh chị mình mua về để là lập cái nhà vườn mini ha. Hiện tại là chưa lên thổ cư được thì có thể là làm một nhà gỗ ha, làm một cái nhà gỗ đó. Còn khi lên thổ cư rồi thì dĩ nhiên là muốn xây nhà cỡ nào cũng được đó. Đây dân cư hàng xóm đó. Có công ty luôn ha, đặc biệt là đi sâu dưới đây nè chị, có nhiều cái farm nè, ở đặc biệt là cái farm đó là trồng rau sạch nè, ở rồi những cái nhà vườn nông trại nè, tại vì gần ngay Kinh Đông á, đặc biệt đây khí hậu đang mát nha chị. Nói là ở Củ Chi thì nóng nhưng mà ở đây mát, đây gần sông á, gần kinh nước này nọ, mát rượi à. Đặc biệt là đi nè, cái hướng này ra Kinh Đông nè, phía sau cái hàng chàm này nè, mát dã man luôn. Đó, ngay cây lớn nó có cái đường đó chị, có cái đường xỉa thẳng ra à, như dạng bàn cờ vậy đó à, thì ngay đâu sắp tới cũng khu này là bàn cờ luôn nha anh chị à, bàn cờ đã thông ra đường tỉnh lộ 2 luôn, nói chung là có nhiều hướng ra tỉnh lộ 2 à, còn hiện tại là đường này là đã thông rồi ha à, cả hai đầu đều có thể ra đường tỉnh lộ 2 hết à, đây cái farm đối diện mình anh chị à, dân cư. Đấy, thấy chưa? Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem một đoạn flycam đi nha à, đất đai thì rõ ràng quá rồi à, đã rào hết rồi, thì bây giờ xem flycam trên cao đi, để nhìn trên cao nó cái khu vực này nó như thế nào ha à, rồi mình sẽ còn những thông tin mà pháp lý này nọ thì xem sao ha. Rồi đây là tổng thể cái miếng đất mình chị ha à, nói chung là đã có rào hết rồi nhưng mà mình vẫn vẽ để chị mình dễ nhìn hình dung ra được ha à, đất mình hình chữ L à, vuông vắn thẳng thớm rất là đẹp. Đấy, vô là nguyên trồng nguyên vườn trái cây, rồi dưới cuối cái phần đã hậu L thì nguyên một cái ao cá ha à. Đây mình đang đứng ở cuối đất, mình nhìn nhìn thẳng lên trên đường chính của mình ha, hai cái xe mình đậu đó. Và phía bên kia là khu dân cư chị ha. Đây. Ở đây thì nhìn vẫn còn cứ view cánh đồng ha, nhìn rất là thiên nhiên. Mà tiếc là nay nó thu hoạch lúa hết rồi. Chứ mà nó còn lúa xanh mận mởn đẹp lắm. Đây, cái công ty này là công ty chuyên về sản xuất mấy cái máy CNC ấy gì à, ngay sát mình luôn à, mang tên là công ty Tài Nguyên ha, này có trên bản đồ Google Maps luôn anh chị, mình cứ gõ tới công ty này đi rồi mình tự tìm được đất mình liền à. Ở trước mặt mình là đường tỉnh lộ 2 ha, hướng đó là hướng đi về Tây Ninh á, ngay đầu đường thì có trạm xe buýt, còn hướng này thì mình sẽ đi về hướng trung tâm của thị trấn Củ Chi, đồng thời là đi về hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn ha.
Đây bây giờ đang đứng ở ngoài đường Thịnh Long 2, mình giờ mình sẽ quay vô ha. Quay về đất mình đây, mình sẽ đi ngang qua công ty này. Ở ngay cái xe trắng trắng đậu chị thấy không? Là đất mình á. Còn hướng này nếu mà đi thẳng vô thì cũng khu dân cư chị ha. Khu dân cư. Đấy. Đây mình đang đi vô lại đất mình đây ha. Nếu mà đi qua ở đất mình đó chị ha. Đấy. Còn đi thẳng vô ha, đi thẳng vô thì sẽ đi ngang qua một cái đoạn đường, một cái cây tràm rất là mát. Trong đây thì có nhiều farm ha, nhiều farm nông nghiệp, đặc biệt những cái farm này nè. Trồng rau sạch. Bên kia nữa ha, bên kia của kênh á, kênh Đông á. Trước mặt chị là kênh Đông chị ha, một cái kênh dẫn nước phải nói là rất là hoành tráng của Củ Chi cũng như Tây Ninh. Phục vụ rất là hiệu quả cho công nông nghiệp ha. Đó, chị thấy không? Hai bên kênh Đông là có cái đường bê tông rất là lớn ha, xe đi thoải mái. Xe tải là đang đi hẳn về hướng tỉnh lộ 2 đó anh chị. Tức là mình có thể đi thông là tỉnh lộ 2 bằng hướng này ha. Rồi, giờ mình quay về lại đất mình đây ha. Thì hãy nghe cái cây cô đơn nữa đó, có cái đường đi thẳng đến tỉnh lộ 2 luôn ha. Giống như sơ này sẽ là bằng khu bàn cờ anh chị. Rất là tiềm năng. Và đây mình ở ngoài đường bê tông ha, đường chính nè anh chị. Ngay đất mình nghe xe trắng đậu đúng không? Nói chung là có chỗ quay đầu mà đi thông cũng được, nhưng mà mình ve đây luôn, tại vì có người ta để xe cắt cỏ đây là mình ve thẳng luôn, chỉ có nói chung là chỉ chừng hơn 100 mét thôi, cũng gần. Đây công ty nhà máy sản xuất cơ khí Tài Nguyên ha anh chị, gõ là nhà máy công ty Tài Nguyên á. Là ngay công ty này thì nó có ngay đất mình luôn ha. Ở ngoài đây có đèn cao áp nè, điện ba pha nè ha. Đó, dễ không, vị trí rất là đẹp. Này hệ thống kinh nước. Đây từ công ty Tài Nguyên thì chạy ra khoảng tầm 150 mét nữa ha là tới đất, là tới đường. Đầu đường là một cái biệt phủ, đẹp quá, một cái khu biệt phủ, biệt thự nhà vườn hoành tráng quá nè. Đó đây trước mặt mình, hẻm này là hẻm 1010 nha anh chị. Đó, hẻm 1010 để trái để phải là hướng lên Tây Ninh nha anh chị, hướng đi về Trảng Bàng, Gò Dầu á. Còn bây giờ mình quay trái, dĩ nhiên rồi, đi về hướng trung tâm Củ Chi, đi về Hồ Chí Minh, đồng thời là đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Kết thúc một ngày đi quay. Bây giờ mình sẽ đi về Bà Rịa Vũng Tàu, mình sẽ đi ăn này ha. Như nãy mình nói rồi đó, mình cách cầu Tham Lương, Tân Bình là chỉ khoảng tầm 36-37 cây thôi. Mình đang chạy trên đường Hương Lộ 2 ha. Đây, chỗ này nè, cái hẻm này nè là có thể thông qua cái đường mà kênh Đông nè. Đây cái hẻm đường 964 nè anh chị, cái đường này nè nó cũng thông nè, thông vô đất mình ha. Đó, đây cái xăng, nhưng mà lên đây nè, đây mình mời chị lên đây chút xíu nữa nha. Đó, ngay kênh Đông luôn, ngay kênh Đông là nó cũng có đường ha, đường lớn luôn nha anh chị, hai bên làm lúa nè. Nhìn rất là đồng quê. Đấy, đây cái đường kênh Đông là hai bên đều có đường nha anh chị. Đấy, cái đường này là nó dẫn tới đất mình nè ha. Đó, nước kênh Đông nè, nước siêu nhiều luôn. Đó, Củ Chi với Tây Ninh đó là dùng cái nước này là chính nè, nước kênh Đông. Cho nên là hoạt động mà làm nông nghiệp tưới tiêu là yên tâm. Rồi, vậy cứ đi thẳng tiếp là mình sẽ về trung tâm thôi ha. Đấy, về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nãy đầu đường là có bến xe buýt nha anh chị. Mình đi bộ vài bước chân là ra ngoài đó là có thể là đón xe buýt đi. Còn hiện tại là mình đang đi xe cá nhân.
Còn chị mình thích đi xe buýt thì mình đi thôi, cứ từ thành phố trung tâm mình đón xe buýt cái mình lên đây hả, xong rồi cái mình về là mình đón xe buýt về khỏe. Tốn mấy ngàn đồng rồi thì mình quay đây thôi. Lát nữa mình sẽ cho anh chị xem trên Google Maps nó sẽ rõ ràng hơn ha, rồi quay sổ luôn ha, sổ sách tất cả đều ok hết. Thì trước khi xem sổ thì mình mời chị xem bức hình mà chị Bích có gửi cho mình. Đây chính là cái mô hình nhà vườn mà chị mong muốn nè, nhìn rất là dễ thương luôn, nó đơn giản nhưng mà dĩ nhiên là phải cần sự tâm huyết ha, cho nên anh chị nào mà mình thích vườn á thì có thể tham khảo mô hình này của chị ha. Rồi đây là cái sổ của mình chị nha, đây địa chỉ là xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích là 1.788,8 m² ha. Một cái số cũng khá là đẹp. Hiện tại là toàn bộ đất trồng cây hàng năm, vẫn chưa thổ cư chị nha. Rồi đây là cái hình dáng đất mình nè, đây là cái phần mặt tiền đường mình nè, có chỉ giới mở rộng đường chị ha, đường bờ kênh. Đất mình sẽ xuống nở hậu L nè, là cái ao cá nằm dưới đây nè chị, nở hậu, chung là đất cũng khá đẹp ha. Đây là những thông số đất nè. Rồi đây cuối cùng mình sẽ mời anh chị xem cái vị trí của cái khu đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung. Để anh chị mình có dùng bản đồ á thì mình cứ gõ là nhà máy công ty Tài Nguyên ha. Là công ty này là ở từ đường tỉnh lộ 2 nè, mình quẹo vô, mình gặp đường công ty Tài Nguyên, mình quẹo bên hông ha. Là đất mình nằm ở khúc này nè anh chị. Nằm ngay vị trí này nè, tức là gần ngay sát với công ty này luôn ha. Đi thẳng nữa là ra Kinh Đông nè, Kinh Đông nè. Thì ngay Kinh Đông này thì nó cũng thông ra lại đường tỉnh lộ 2 nè, chị thấy không? Đó. Thì ngay đầu đường mình đây là có trạm xe buýt chị ha. Cũng có quán cây xăng đầy đủ, cũng bán. Chị thấy không? Bán cũng khá đầy đủ ha. Đó. Thì cái đường tỉnh lộ 2 này nè, mình đi thẳng một mạch luôn ha. Tức là hướng hướng này thì đi về hướng Tây Ninh, còn hướng ngược lại đi thẳng mạch luôn là mình sẽ về quốc lộ 22 trung tâm ha. Trên đường đi á, thì mình sẽ giao cắt với đường tỉnh lộ 7 nè và cắt với đường Nguyễn Thị Rành. Thì cái đường Nguyễn Thị Rành này á, là một trong những tuyến đường chính ở Củ Chi. Mình tới đường Nguyễn Thị Rành này thì mình có thể quẹo phải ha, quẹo phải thẳng ra là ngay quốc lộ 22, là ngay gần bến xe Củ Chi nè, trung tâm của thị trấn này chị. Thì ra quốc lộ 2 thì mình lại tiếp tục quẹo phải nữa, ấy lộn, quẹo trái chứ. Quẹo trái thì mình sẽ đi thẳng về hướng An Sương ha. Đây. Qua Hóc Môn tới An Sương. Đây cầu Thầm Lương nè chị. Đó. Ngay Trường Chinh á. Tới cầu Thầm Lương thì mình tính là khoảng tầm hơn 36 cây ha. Đó, là về trung tâm. Đấy. Rồi, thì nói chung là về cái vị trí thì mình chỉ nói sơ sơ thôi. Anh chị mình hoàn toàn có thể tự tìm trên Google Maps với từ khóa là nhà máy công ty Tài Nguyên. Thì anh chị mình có thể bấm vào mình tìm hiểu thêm coi cái vị trí đất mình nó như thế nào ha. Và có thể tự đến xem đất luôn. Nói chung là anh chị mình hoàn toàn có thể tự đi xem đất mà không cần có chủ. Tại vì đất mình thì nó cũng rõ ràng quá rồi đúng không? Rồi thì giá thì mình sẽ nhắc lại ha, là 2,2 triệu một mét vuông, và sẵn sàng thương lượng cho anh chị nào mà có thiện chí mua để mà để dành lập vườn. Rồi mình xin phép kết thúc video chị nha. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này thì hãy alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc số Viettel là 0373 230243. Cảm ơn chị mình đã xem hết video này nha. Chào mọi người.